cháo nấu với cùng với lá giấy mọi người ạ. Món này thì có vẻ là rất là lạ cho những du khách du lịch đến đây. Đây là du khách cảm nhận về món này đi. Ngon không chị? Ngon ạ. Ngon ạ. Ô đây là món gì mà lạ thế anh? Lam. Lam gì đây ạ? Lam chạch với cả lươn. À, cái đồ từ ngày xưa ấy, ví dụ như là những cái múi rìu, múi giáo này, những cái đồng tiền cổ này, rất là nhiều. Các bạn thân mến, hiện tại thì Trọng đang có mặt tại xã Triềng Châu, Mai Châu, Hòa Bình. Ngay phía sau mình đang diễn ra một cái lễ hội sên mường của người đồng bào dân tộc Thái ở đây. Bây giờ thì xin mời tất cả mọi người cùng với Trọng đi vào trong này để cùng tìm hiểu về cái lễ hội này nhé. Chú ạ. Dạ. Xin chào các chú nhá. Dạ. Ở đây là sân vận động của xã Triềng Châu. Và tít ở trong kia là cái đền làng mọi người ạ. Tí nữa thì sẽ diễn ra cái lễ rước kiệu. Ở đây thì các bà đang chuẩn bị dọn đồ ra để bày bán những cái mặt hàng nông sản này, những cái sản vật của địa phương đây. Đây. Bây giờ thì các bà đang bày bán thì tí nữa là mình sẽ quay lại để quay và chia sẻ cho mọi người xem là cụ thể là có những mặt hàng gì nhé. Còn bây giờ thì xin mời tất cả mọi người cùng với Trọng là đi vào trong đền này để xem là ở trong này thì chắc là mọi người đang chuẩn bị để làm cái lễ rước kiệu rồi. Mình vừa định đi lên để gặp một đàn trâu chạy qua. Bác ạ, chào chào bác. Dạ. Ô, hôm nay không đi hội à bác? À, phải đi trâu ạ. Dạ. Bây giờ thì xin mời tất cả mọi người cùng với Trọng là đi lên trên đền này nhá. Đây, ở trong này chính là cái đền này. Thì mình thấy là ở trong mọi người đang tập trung rất là nhiều. Bây giờ thì mọi người đang di chuyển kiệu xuống dưới khu vực sân khấu này để chuẩn bị làm cái lễ rước kiệu đây. Các dân tộc trong huyện tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đời sống lành mạnh, tạo không khí vui tươi phấn khởi chào đón năm mới năm 2023. Bây giờ thì sang bên này để xem là ở đây thì mọi người đang bán những cái mặt hàng ở nông sản gì nhé mọi người nhé.
ở phía bên này thì mình thấy là có rất là nhiều những cây dược liệu này, đây là những cây cỏ máu này để đun nước uống mọi người ạ. Còn đây là hạt dổi này, đây hạt dổi đây, chị em xem tí nhá, đây hạt dổi đó mọi người, dầu này, đây là củ khoai sọ. Đây là khoai sọ ở trên Pà Cò, Mai Châu mang xuống đây để bán mọi người ạ. Khoai sọ này, đây là rau cải này. Đây là măng măng khô à? Dạ vâng ạ. Măng nứa khô này. Đây là gọi là quả tay chua. Tay chua mọi người ạ. Đây là đũa này. Nấm này. Rất là nhiều đồ. Đây là cá suối đây, cá suối. Đây là cái dây để mà buộc vào dây nỏ mọi người. Vâng, dây nỏ. Dây nỏ. Đây phía bên này thì có cả hoa chuối rừng này. Đây là cơm lam mà cô hay là gì đấy? Cơm lam à? Đây cơm lam mọi người ạ. Ở đây là mình là ở dân ở đây ra bán chứ hay là ở xa đến ạ? Dạ. À bình thường là cô hay bán cho bản lác. Vâng dạ. À. Còn đây là món gì đấy? Cái này là hoa chuối à? Hoa chuối đồ đúng không ạ? À. Cái này là món cá. Cá tôm trộn với rau đúng không? Hoa chuối nó đổ lên. À. Đây là cái này là gì đây? Hạt dổi à? Cái hạt dổi này mình tách hạt ra rồi à? Chỉ lấy vỏ hạt thôi đúng không? Đây hạt dổi này thì mọi người tách cái hạt bên trong thì còn vỏ của nó thôi. Củ sắn luộc này, cái củ sắn luộc này thì mình bán bao nhiêu một túi như này à cô? 5.000 một túi à? Đây mọi người, 5.000 thôi mà được một túi to như này này. Củ sắn vẫn còn ấm, đu đủ này, củ sắn tươi này, chuối này, còn đây là một số loại rau. À, ở đây thì có cả riêu suối, đây là riêu suối đúng không ạ? À, cái riêu này thì mình nướng à hay là? À, cũng xào được với thịt à? Dạ. Lá bưởi nướng, dạ. Vâng. Vâng ạ. Một cái món ăn rất là đặc trưng ở khu vực Tây Bắc, món ăn riêu suối. Ở phía dưới này là những cái gian hàng để bán những cái mặt hàng như là quần áo, giày dép này và thổ cẩm này. Còn phía bên trên này là những cái gian hàng để phục vụ trò chơi. Ở đây thì mình thấy là có bác đang bán cả chiêng này mọi người này. Chiêng và một số đồ như là đồ cổ ấy. Đây, tiền cổ này. Người đồng. Vợ mới thì phải đeo để. Đây là từ 2 đồng. Không cua dưới thì cua trên. Đây là từ 10 xu. Món gì đây anh? Đây mình đang bán món gì đây ạ? Canh bon. Canh bon à? Bon với canh bên này. Đây là canh bon à? Canh giấy. À canh lá giấy đấy ạ. À. Ô mọi người, đây là món cháo đi, gọi là cháo đi. Cháo nấu với cùng với lá giấy mọi người ạ. Lá giấy. Cháo cơ. Cháo món này thì có vẻ là rất là lạ cho những du khách du lịch đến đây. Rất là ít người đã được thưởng thức món này. Đây là du khách cảm nhận về món này đi. Ngon không chị? Ngon ạ. Ngon ạ.
Cái này thì họ bỏ mấy cái gân ngứa rồi, họ chỉ lấy cái phần phần lá mềm ấy, còn phần gân là họ bỏ bớt đi rồi. Không lấy cái cuốn, cái canh rau cải. Cái này làm lâu lắm. Thực ra thì lá giấy nó rất là ngứa mọi người, nhưng mà khi mình chế biến ấy thì những người dân ở đây họ chế biến họ sẽ bỏ cái phần cuống của nó đi này, những cái phần ở gân này, đấy là những cái phần mà ngứa nhất ở trên lá giấy, chính vì thế mà khi họ chế biến thì nó sẽ không còn ngứa nữa. Có vẻ là món này bán rất là chạy ở đây. Đây phía bên này thì mình thấy là cháu nhường tí nhá chú nhá. Phía bên này thì mình thấy là họ bán cả cá suối này, cá suối và nhộng tằm nhá mọi người nhá. Đây là chuối rừng này, chuối rừng và trà sơn mật. Còn đây là nấm ngọc cẩu phơi khô này, cây cỏ máu này, tai chua hà rồi. Ô, đây là món gì mà lạ thế anh? Lam gì đây ạ? Lam chạch với cả lươn. À, cho chạch vào đây để nướng à? Để đúng rồi. Để lam à? Tận dụng luôn bia. Đang chú để quay đằng này mà. Dạ. Tận dụng luôn những cái vỏ bia mình uống hết để cho chạch và lươn vào đây để nướng. Món này có vẻ lạ đấy nhờ. Có cho gia vị gì không anh? Có. À, cho mắc khén, ướp mắc khén à? Dạ. Có lẽ đây là cái món mà anh vừa mới sáng chế ra. Con chào bà nhá, con chào cô nhá. Đây là xôi gì mà sao nhiều màu thế này? Xôi ba màu. Xôi ba màu à, nhưng mà mình trộn chung như này luôn à? Đây là mình người Thái hết à chị? À. cô bán nó nhộng tằm này. Dạ. Vâng ạ, dạ. Các cô các bà ở đây thì bán hàng rất là vui. Là xe. 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 Cầu cầm nói cầm hoàn mưa bong song hú pu khoam đi khoam ngắm mưa bong song na bong hú sai khốn mưa sườn đuông tàn du bùa bán đàn bay kín kẻ hầu cháu nhà khăn bay kín đầu hầu quan qua tàn trăng đời quá xưa bàn ba tàn trăng đời mà tục. Thank you.
phần lễ thì đã xong rồi các bạn ạ. Bây giờ thì bắt đầu chuyển sang các trò chơi dân gian này. Khu vực bên này thì là một số trò chơi như là ném còn này, kéo co đẩy gậy này. Khu vực bên này thì họ bán rất là nhiều chiêng này và những cái đồ cổ mọi người ạ, những cái đồ từ ngày xưa ấy, ví dụ như là những cái mũi dìu, mũi giáo này, những cái đồng tiền cổ này rất là nhiều. Các bạn thân mến, ở đây thì mọi người sẽ đi chơi hội cho đến hết cả buổi chiều ngày hôm nay. Nhưng mà có lẽ là Trọng cũng xin tạm chia tay nơi này để tiếp tục khám phá những cái khu vực khác. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi video của Trọng nhé. Rất mong mọi người sẽ đăng ký kênh này và chia sẻ video để ủng hộ Trọng nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.